Chào mừng các bạn quay lại với xe Bảo Nam Trainer, và hôm nay mình sẽ review các chi tiết của xe máy điện Ducati 110. Và các bạn đã được nhìn thấy đây, và đây là pha đèn của chiếc Ducati Monster 110, rất là đẹp đúng không các bạn? Và sẽ cần nhớ là chiếc upside down của xe, và với có động cơ 110 các bạn nhìn thấy đây. Tiếp theo là bên sau của xe, và lốp sau là 112, và bên đuôi là 712 thoải mái. Đây là hình xăng, nó rất đặc biệt đúng không các bạn? Vâng. Để mua hàng các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0979 662 288 và xin chào mẹ.